Đến 11 giờ ngày 11 tháng 11, cảnh sát giao thông thị xã Tân Uyên cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan vẫn đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe ben chở cát và xe đạp xảy ra trên đường Võ Thị Sáu, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khiến một người phụ nữ chết thảm. Xe đạp cùng người phụ nữ nằm gọn dưới gầm xe ben vào khoảng 9 giờ 30, xe ben chở các mang băng kiểm soát 61 36 107 lưu thông trên đường Võ Thị Sáu theo hướng từ đường đi 147 về chợ Tân Phước Khánh. Khi xe lưu thông đến phường Tân Phước Khánh thì xảy ra va chạm với xe đạp do một người phụ nữ tên Đỗ Thị Lan 58 tuổi, ngụ Bình Dương, đang băng qua đường. Gia chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường bị xe ben cán chết tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân cùng chiếc xe bị bánh xe ben cán nát bét. Thời điểm xảy ra tai nạn trên địa bàn có mưa do ảnh hưởng của bão. Dụ tai nạn thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng theo dõi, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.